Em Thiện xin chào cả nhà Hôm nay em Thiện lại có một số mặt hàng Để lên để gửi tới toàn thể anh chị em Siêu tầm cũng như là đầu tư để phát triển Kinh tế nhé cả nhà nhé Hôm nay em có phú thọ đang nụ này Đấy, Phú thọ sai mini này Hồng Yên Thủy này HO này <laughs> Và kỳ bạch tuyết lúa non Cũng như là kỳ á hậu lúa non Mầm gốc ho hoặc là mầm gốc phú thọ Anh chị em nào yêu và thàng nào đầu tư cơ, cây giống nào để phát triển kinh tế thì có thể là liên hệ qua cho em để tí nữa số điện thoại của em thiện sẽ để ở trên bài luôn để gửi tới toàn thể anh chị em là muốn siêu tầm thì có thể hoặc là chốt đơn thì gọi trực tiếp qua cho em nhé cả nhà nha đấy mầm gốc bây giờ thì anh em thấy thời điểm này là những cái thời điểm mà phát triển nhanh nhất của cây sinh ra lợi nhuận lãi suất là khá là nhanh anh em mời cả nhà ngắm ở hoa hậu này áo hậu lên ba kỳ rồi nha các bác nha một thân bên này em chưa kích thì chắc cũng đang lên rồi Còn cái thân bên này nữa tí nữa em sẽ kích Còn đây là một con Hồng Minh Châu đang nụ rồi Đấy, Hồng Minh Châu đang nụ ở cả nhà này Cái mồng gốc này thì em bán rồi Em chia sẻ cái mồng gốc này rồi Mai em sẽ lách cái mồng gốc này để gửi cho khách Còn đây là ho Anh em thấy ho siêng kỳ không? Rất là dễ làm kỳ Nói thì nói thì ho vẫn là cây ưu tiên số 1 để đầu tư kinh tế Kỳ rất là dễ Đấy <laughs> và bây giờ em sẽ đi vào luôn những cái đơn hôm nay hôm nay chỉ có duy nhất bốn đơn thôi cả nhà còn những cái mặt hàng khác thì cả nhà muốn siêu tầm thì gọi điện trực tiếp qua cho em ví dụ như là bạch tuyết hay là áo hậu đây nhé cả nhà nha thì đây là một cây năm cây trong phú thọ hai mùng gốc cực kỳ đẹp rồi đẹp phê luôn hai mùng gốc phê luôn ở cả nhà này 6 kg trên thân đây ba bốn năm sáu kg ba hoa nữa cả các bạn thân rất là béo thân này nuôi dưỡng kỳ rất là tốt và sẽ mấy hôm nữa lại anh em có hoa chính chủ luôn thì cái cây đơn số 1 này của em thiện là 34 tư sen em bán với số giá là 34 triệu và bao ship cho anh chị em nếu như anh chị em mà đến vườn mà sách được cây thì em sẽ giảm cho anh chị em một triệu còn không thì em chỉ bao ship cây này cho các bác với giá là 34 triệu đơn số 1 thì anh em mình lưu ý rõ nha kỳ là toàn kỳ thôi nhé các bác nha đấy toàn kỳ mà còn có hoa hai mầm gốc thì khỏe quá quá hay rồi, rất là dễ chăm sóc. đơn số 2 của em này, đơn số 2 cũng là kỳ năm anh thọ đơn này của đơn số 2 này của em thì 8 triệu, 8 triệu từ một viên bi này các bạn, này. Đấy. từ một viên bi rất là nhỏ và nó để nó ra hai mầm hai mầm to to rồi đang chuẩn bị ra dễ này, mắc phê luôn này cái nhà này đang chuẩn bị ra dễ và đặc biệt hơn đó chính là nó vẫn còn một cái mắt ở đây, anh em có thể được kích kỳ ở đây để khai thác nốt cái mắt này và tí nữa em sẽ tiêm uh, kích luôn tí nữa em sẽ tích kích luôn cho cả nhà nhé để anh em khai thác được luôn nếu như anh em chốt cái đơn này 8 triệu về là về nó sẽ lên thêm con này nữa này đây em bán 8 triệu cái, 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 cái mầm này cho đơn số 2 và em chuyển sang đơn số 3 thì là hồng với thủy hồng với thủy bây giờ nó rơi lên đến khoảng gần 20 triệu một sen đối với những cây vừa vừa sai ngắn còn những cái cây to dài hơn thì bây giờ nó lên trên 20 rồi cả nhà à, cây to ngắn mà đeo kỳ ý, 25 rồi tôi nghĩ em vừa bán một cây giá 25 nhưng mà thân nó béo nó lên 7 kg trên thân rồi. Thì đơn số 3 này em uh, bán là giá là 190 triệu cho cái con hồng yên thủy 11 sen này nhé cả nhà nhá. 11 sen anh em lưu ý cho em là hai mùng gốc. Bây giờ đã bán những cái lúa non mà chưa kích đã 50 triệu một một, một, một kg rồi mà họ chưa kích chưa, chưa biết bao giờ mới giao kỳ cho các bác. Nhưng mà đây hai mùng gốc thì cũng bằng với giá như kiểu là kỳ của em bán là 70 triệu một mầm thì hai mầm nó rơi vào 140 triệu rồi. Thì còn cái chỗ này còn số mắt ngủ nó rơi vào chỉ khoảng 50 triệu thôi. Đấy, anh em phải cân nhắc để mua những chậu này rất là hợp lý và em chỉ 11 cm là em đo cái mầm này và cái thân mẹ này còn cái mầm nhỏ này thì em không đo em không đo cho cả nhà nhá cho nên là anh chị em lợi hơn ở cái mầm này Đấy. Là em không đo đến thế đơn này của em này, anh em nhìn kỹ là có thể gọi chút đơn này cả nhà này đơn số 4 này 190 triệu đơn số 3 chứ đơn số 3 11 cm 190 triệu giá thẻ thì em trồng hẳn vào chậu to rồi thì anh em tha hồ mà đầu tư Đấy, còn Chậu năm cháu hoa đây Chậu hoa này anh em nhìn To hơn ngón tay rồi Rất là to Thì cái thân mẹ này khoảng 20cm Thì hai cái mầm gốc này anh em nhìn này Có thể là lên đến hơn 1 sen Hoặc là gần 1 sen Nhưng mà em tính mỗi mầm 1 sen Là 22 sen Cây này có thể là mai Khi là anh em có thể kích kì nha cả nhà nha Và em bán cái đơn Số 4 này là 5 trắng HO 5 trắng Hiền Oanh của Hòa Bình 22 sen là 130 triệu thì em chỉ lên hôm nay là lên vẹn vẹn có bốn đơn thôi. Thì anh chị em nào yêu được cái đơn nào thì có thể là Ở chỗ đơn thì có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của em là 09 219 hoặc là số điện thoại là 038 203 6470 nhé cả nhà nhé Và đây em còn có cả những chậu bạch tuyết mầm gốc rất là đẹp, đang có kỳ trên thân. Có kỳ. Đây ạ, một số chậu bạch tuyết nữa. Ừ. thì anh chị em mà siêu tầm hoặc là kỳ về tuyết hoặc lúa non hoặc cũng như là mầm gốc thì đối với những cái chậu như này thì ba mầm gốc này thì em không bán mầm này nhưng mà em sẽ bán kỳ lúa non trên thân này thì anh em nào muốn kỳ lúa non trên thân này loại giờ đang chuẩn bị mở lá rồi lớn rất là nhanh thì anh chị em có thể chọn kỳ và có thể gọi điện trực tiếp qua cho em thì em sẽ báo giá trực tiếp qua thứ nhất là zalo hai số điện thoại vừa rồi của em hoặc là số anh em gọi trực tiếp thì em sẽ báo giá hoặc là như kiểu cái thân này nhé cả nhà nhá như kiểu em mày tuyết này của em thì nó có một cái mầm gốc to hơn và ba mầm nhỏ thì bây giờ cái mầm gốc của em chuẩn bị ra dễ rồi thì em sẽ lách ra em sẽ lách ra và nếu như mà anh chị em nào có siêu tầm muốn siêu tầm cái mầm gốc khỏe đẹp như cái con mày tuyết này thì có thể là gọi điện qua cho em em sẽ chia sẻ mầm gốc với giá rất là hợp lý Đấy và một số chậu hoặc là những cái chậu nái này em thiện là kích kia rồi em đã kích kia rồi đối với những chậu nái này anh chị em có thể đầu đầu tư muốn chậu to thì gọi điện cho em á hậu như cả nhà nhá có cả kia á hậu lúa non đây như kia này mở ra rồi nhưng mà á hậu này của em trên thân này nó to cho nên là giá nó sẽ hơi căng nên em cũng nhắc trước của anh chị em và giá nó sẽ hơi căng Đấy, em quay rõ cho các bác xem không mầm gốc rất đẹp và anh em nào lấy được cả chậu thì phê thôi rồi bốn mầm gốc và có vài kỳ trên thân sẽ có nhiều kỳ loại tỷ lệ ra hoa rất là ít đấy nhà nhá đây là minh châu đang nụ để hoặc anh em mà thích đặt muốn non ho hay là mầm gốc uh, uh, ho mầm gốc ho thì mầm gốc vừa vừa thì em đang bán là 30 triệu một mầm và mầm gốc to hơn thì 35 mà có cả những mầm gốc của 40 thì anh chị em ở cả nhà chúng ta nếu như mà sưu tầm mầm gốc thì có thể là liên hệ qua cho em thì em sẽ có một gốc của chia sẻ và còn và có một số chậu hồng nguyên thủy nữa anh chị em muốn chậu to chậu làm nái thì em vẫn còn hồng nguyên thủy thì liên hệ qua cho em nhé cả nhà nhé Đó. anh chị em xem video của em thiện thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé cả nhà nhé em xin kết thúc livestream à, quên à, kết thúc video đây em xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ em chào cả nhà